Vâng, Doãn Hưng Audio xin kính chào tất cả các bạn anh em. Ở trong video này thì em xin phép là test một số các cái món hàng để gửi đi cho một số bác khách đã đặt hàng của bên Doãn Hưng trong ngày hôm nay. Ở đây thì nó sẽ có là loa full 20, Malata, mic dây và pin sạc, cục Bluetooth. Đa số là các cái món hàng của Doãn Hưng vừa mới về và đã được rất nhiều các bác anh em quan tâm và ủng hộ. Ở đây thì có những cái mặt hàng mà các bác khách đã lấy số lượng nhiều đấy. Ví dụ như là cái mic với lại cái cục Bluetooth kia. Khách hàng của ngày 28 đấy ạ. Khách hàng của ngày 28. Khách hàng của ngày 28 đó là anh Khanh ở Thanh Hóa này. Số điện thoại là 303 cuối. Đấy, lấy một bộ pin sạc 4 cối và một mic dây KTV trị giá là 850k đúng không ạ? Hai là bác Nguyễn Đắc Hùng cũng lấy một cục Bluetooth 120k. Tiếp đến là anh Phương ở Nghệ An có số điện thoại 113 cuối, lấy một cục Bluetooth. Và một bác khách ở Ninh Bình. Ninh Bình này, bác này thì lấy hai cặp loa Amata bát 20 đấy. Bác khách Phạm Trung Chính lấy súp. Còn bác Minh Ngọc thì lấy một số món, một bộ pin 4 cối cộng đốc sạc là 300.000, 5 cục phát Bluetooth đúng không ạ, và mic, 2 mic dây. Số lượng thì bác lấy khá là nhiều. Tạm thời là bên em đã nên đơn cho các bác một số các cái món hàng ở đây. Với cái dòng loa Malata này thì bên em không còn nhiều các bác nhá, chỉ còn vài ba cặp nữa thôi. Hôm trước là về với số lượng là hơn chục cặp. Cái dòng mic dây này thì số lượng này vẫn luôn có nhiều để phục vụ các bác nhé. Đây là có mấy chiếc đi đây. Cái dòng mic dây này thì nó là hàng hiếm ở trên thị trường. Cái này nó là hàng nội địa China các bác nhé. Ở thị trường Việt Nam nó ít có. Doãn Hưng đã có mối nhập được những cái món hàng chất lượng. Cái này thì Doãn Hưng đã giới thiệu khá kỹ rồi. Nó được thiết kế bọc da này các bạn. Bọc da rất dày nhé, thấm mồ hôi, chống oxy hóa, tăng độ đẹp và độ chất lượng. Từ cái công tắc của nó cũng rất là chuẩn. Chụp mic bằng thép chống rỉ. Dòng này thì tiếng mic của nó rất là đẹp. Cái mic này thì cái côn mic của nó cũng chất lượng các bác nhé, côn lụa, dòng côn lụa 2 tầng này. Hàng chuẩn, bây giờ chúng ta nhìn nó rất là đẹp, chi tiết và bắt mắt. Ngoài thì thử tiếng nó sẽ đều 3 giải. Ở đây thì thử tiếng mic nó rất đẹp các bác nhé. Giá chỉ có 500.000 thôi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Ở đây thì chủ yếu bên em là có màu đen thôi nhé, màu đen cho nó sạch. Còn pin mic thì nó này cũng là hàng chuẩn nội địa China. Dung lượng của con này thì nó rất là lớn, nó lên tới 3600 mi anh em nhé. Cái dòng này cũng là pin nội địa China, những cái công ty nổi tiếng. Nó sẽ khác với những dòng pin đặt tên hàng nhập ở thị trường Việt Nam. Đây là đốc sạc. Đốc sạc này thì nó có nắp đậy, rất tiện ích. Và cái đốc này thì các bác về để kiếm thêm cái cục sạc nhé. Hãng người ta chỉ sản xuất và bán như thế này để giảm giá thành chi phí đi. Những cái cục sạc điện thoại iPhone hay là Samsung, một số các hãng khác thì
rất nhiều nhà có, đã dùng điện thoại là có đúng không? Nhớ được cái chân này nhé, chân theo kiểu USB 350.000 bao ship gồm 4 cối pin cộng với lại một đốc sạc như này với nhé, giá rất là hợp lý. Bây giờ các bác mua những cái dòng dung lượng 3.000, 3.200, hàng đặt tên nó đã tầm 350.400, ở đây giá được bán cái giá rất là ưu đãi cho anh em. Thực ra những cái dòng pin mic hay là một số các cái sản phẩm như là mic dây hay là bluetooth như này thì bên em bán hỗ trợ anh em thôi. Mục tiêu chính của Gián Hưng vẫn là loa thôi, loa đẩy vàng, mic không dây. Còn một cái sản phẩm mà rất hot và rất ấn tượng đó là cái dòng cục bluetooth nha. Cục này thì trước kia Gián Hưng chỉ có một cục thôi, sau đó là dùng nó rất là hiệu quả, chất lượng bền bỉ, tiện ích. Bên em đã tìm ra được cái nguồn nhập, cũng là hàng từ nội địa China về các bác nhé. Cục này thì hôm trước tra ở trên Lazada, Shopee của nó là 230.000 các bác nhé. Trong cái video trước Doãn Hưng đã chia sẻ rồi. Các bác đến với kênh Doãn Hưng thì có giá siêu rẻ, rẻ tới được một nửa. Cái này em bán chỉ có giá là 120.000 bao ship các bác nhé, bao ship. Cái này thì nó quá tiện ích đúng không ạ? Anh em để ý thì thường đa số các cái dòng vang số hay một số cái dòng vang cơ thì nó không có bluetooth đâu, là số hà vang số bãi. Gián Hưng đang kết nối với này, cục bluetooth đây. Đấy, con này thì các bác có thể cầm điện thoại với bán kính khoảng 10 đến 15 mét, các bác dùng thoải mái. Ở đây chúng ta không cần phải đứng gần vang để chúng ta điều chỉnh nữa. Đây là đang kết nối từ điện thoại vào cục bluetooth. Sau đó là chúng ta tăng giảm được này. Sau đó là cắm cái dây 3.5mm từ cái ổ có chữ RX này. Đấy, đi vào với cổng 1 hoặc cổng 2 của vang, in 1, in 2. Đấy, sau đó là chúng ta điều chỉnh trên điện thoại. Và trước khi kết nối, các bác phải bật bluetooth ở máy. Cái tên của nó là RX TX10. Đấy, nó đúng với cái tên của em hai cái mã này. Con này thì quá tiện. Đấy. Con này Doãn Hưng đã sử dụng rất hiệu quả và đã có rất nhiều khách hàng trước đây đã nhờ Doãn Hưng mua cho cái này. Đến bây giờ thì bên em đã có mối nhập hàng. Có cái nút cộng trừ này là để chúng ta chuyển nhạc các bác nhá. Chúng ta chuyển bất cứ kỳ một cái kênh nhạc nào đấy. Ở đây nó có rất nhiều các kênh nhạc Novero, nhạc trữ tình, nhạc sống, nhạc mạnh có hết. Chúng ta chỉ việc bấm thôi. Đấy, bấm chữ trừ này nó sẽ ngược lại, còn bấm cộng là nó sẽ tiến lên. Nó tiến lên những cái mà chúng ta chưa nghe, còn bấm trừ là chúng ta lại nghe lại những cái bản nhạc mà đã vừa nghe xong. Rất hiệu quả. Cái này lúc đầu bên em lại tưởng là to nhỏ, nhưng mà to nhỏ ở điện thoại thôi nhá. Đây là chuyển kênh nhạc. Cái này nó vừa dạng vừa thu vừa phát này các bác này. Cái bên này nó lại là còn dạng thu nữa cơ. Rất hiệu quả. Cái này là cái cục này là vừa thu vừa phát các bác nhé. Bên này tiếp tục nó còn một cái lỗ nữa để chúng ta thu vào đây và chúng ta phát này là phát. Chúng ta có thể bắn bluetooth hoặc chúng ta có thể cắm trực tiếp. Rất hiệu quả. Giá so với ở thị trường Việt Nam thì quá rẻ rồi. Đấy, kể cả những cái dòng pin mic này báo các bác 3.600, nếu như bây giờ các kênh mà người ta có cái pin này người ta bán thì cũng khá là đắt đấy. 3.200 nó đã tầm 300-400 rồi đúng không ạ? Mà hàng của nó không phải là hàng chuẩn xịn như là hàng nội địa China này. Các bác dùng pin sạc nó rất hiệu quả về kinh tế, nó còn bền bền mic đấy các bác nhá. Vì những cái dòng này nó ổn định dòng điện vào. Những cái sản phẩm này thì Doãn Hưng sẽ tiếp tục liên tục cho hàng về để phục vụ đến mọi người.
Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ cho Giãn Hưng nhé. Loa này thì cũng không có nhiều đâu, các bác muốn sở hữu cho mình những cặp loa bát 20 mà loa full, đây là loa full anh em nhé, thì các bác cứ liên hệ cho Giãn Hưng. Đấy, đây là hàng mới chính hãng, không phải hàng fake, hàng nhái đó nha. Đây là hàng mới chính hãng, CD mã vạch, tem bảo hành, sách hướng dẫn sử dụng có đầy đủ. Đấy, dòng này Giãn Hưng cũng đã có nội thất giới thiệu rất là kỹ rồi. Các bác không muốn sử dụng những cặp loa hàng bãi, hàng dùng rồi, hàng cũ, anh em có thể đề cập đến những cái cặp loa full 20 này. Con này từ cô nó cũng khá là khủng đấy. Đấy, các bác xem đây, nó là xương nhôm nhá, không phải dòng xương sắt. Chúng ta phải phân biệt được xương nhôm nó khác với xương sắt. Chép rất là to, chép này rất khủng bố anh em nhé. Malata chép này ngang với những củ chép của full 25, hệ thống chấu loa từ tính của nó rất là chất lượng, sắc nét phễu của nó, phân tần nó cũng khá là gấu đấy các bác nhé. Đây, phân tần bản rất to đấy. Phân tần nó sử dụng hai chở, hai cuộn cản và hai tụ, nó có cả bản chở đấy, bông tia mút dày dặn rất chi tiết, bọc thiếc đầy đủ ở bên trong, thủ vách còn làm rất là lép, cứng cáp, nước sơn chất lượng thôi nha, mẫu mã này không chê vào đâu đấy, tuyệt đẹp. Malata có hai loại chép, hàng xịn, chúng ta chỉ cần nhìn nước sơn nó đã thấy chất lượng rồi, nó không bị dại, nó không mỏng, chúng ta cọ sức thoải mái, không bị bong chóc. Giá chỉ có 3 triệu 2 được, 3 triệu 2 cho một cặp là giá tại cửa hàng các bác nhé, 3 triệu 2. Như vậy là các cái mẫu sản phẩm ở đây Giãn Hưng cũng đã báo giá chi tiết rồi, loa là 3 triệu 2, giá tại cửa hàng rồi. Pin mic này, cả pin, cả đốc sạc là 350.000 bao ship các bác nhé, bao ship. Mic dây là 500.000 bao ship. Cái dòng này thì khi anh em cắm vào, cắm dây, nó có cái dây sẵn kèm theo các bác nha. Đấy, cái này nó có dây kèm theo đấy. Nó còn có một cái đầu dây này nữa này. Cái đầu dây này chắc là đầu thu đây. Đầu thu còn đầu, đầu thu của nó đây. Còn đầu phát ra chúng ta dùng dây 3,5 ly như thế này. Dây cắm 3,5 ly. Đây. Các bác chỉ việc cắm cái đầu 3.5 là hoa sen vào là được. Khi các bác kết nối Bluetooth thì các bác bấm nì cái nút này, bấm nì cái nút nguồn này, để cho nó lên cái nút xanh này là được. Nó nháy nháy cái xanh này là ok, là đã kết nối. Chúng ta vào cài đặt, để chúng ta cài đặt kết nối sang cái Bluetooth này là xong các bác nhé. Đấy, rất hiệu quả và tiện ích. Rồi, các bác có nhu cầu thì liên hệ cho Giãn Hưng theo hai số điện thoại đây. Các bác xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Anh em chấm tặng Giãn Hưng xin lỗi nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của Giãn Hưng.